Chào các bạn, như đã biết thì iPhone X đang là chiếc điện thoại cao cấp nhất và đắt tiền nhất mà Apple đã từng ra mắt. Với các bạn thì đây có thể coi là một chiếc điện thoại iPhone đột phá nhất trong lịch sử 10 năm qua và nhận được sự đón nhận nhiệt tình đến từ thị trường lẫn người tiêu dùng. Chính vì vậy mà cũng tương tự như nhiều thế hệ iPhone đi trước, iPhone X ngay lập tức đã được đón nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ nhiều nhà sản xuất đối thủ, đặc biệt là về khoản sao chép thiết kế như kiểu là Asus hay là LG. Nếu như đầu năm nay Asus và LG là những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách những nhà sản xuất có tiếng tăm ăn theo thiết kế của iPhone X, giờ thì Oppo cũng ra mắt Oppo R15, thì đồng hương của họ đó chính là Vivo, cũng là một trong những ông lớn trong cuộc chơi di động, cũng đã đi theo con đường tương tự với chiếc X21. Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là đây có thể coi là bản sao của iPhone X hiếm hoi được đánh giá cao hơn cả chiếc iPhone X gốc của Apple. Với các bạn, lý do chính khiến cho chiếc Vivo X21 được đánh giá cao hơn cả chiếc iPhone X đó chính là phương thức nhận diện sinh trắc học khá tiên tiến của chiếc điện thoại này mà chưa hề có trên một chiếc điện thoại nào khác ngoài Vivo. Chiếc X21 được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình và là một trong số ít những thiết bị thương mại đầu tiên trên thế giới được trang bị phương thức bảo mật này. Dĩ nhiên thì tùy chọn trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình chỉ xuất hiện trên một phiên bản bộ nhớ cao cấp, đó chính là 128GB của X21. Và còn các cái phiên bản còn lại thì đều trang bị cảm biến vân tay truyền thống ở mặt lưng. Nhưng đây rõ ràng là một nỗ lực rất là tốt, rất đáng ghi nhận của Vivo ở cái thời điểm hiện tại. Việc không còn sử dụng cảm biến vân tay lộ thiên cũng giúp cho Vivo X21 trở nên giống iPhone X hơn bao giờ hết. Và chắc chắn nếu người dùng chưa gặp iPhone X ở ngoài đời thì rất dễ dàng nhầm lẫn đây chính là chiếc iPhone X. Bởi trên thực tế thì chiếc điện thoại này đã copy hầu hết những chi tiết thiết kế đặc trưng của iPhone X, từ màn hình tai tỏ ở phía mặt trước này, cụm camera kép xếp dọc cùng với đèn flash ở mặt lưng. Và nếu có một điểm trừ thì có lẽ là phần viền màn hình của máy vẫn tương đối dày khi so sánh với chiếc iPhone X. Tuy nhiên như đã đề cập ở ban đầu thì Vivo X21 vẫn được đánh giá cao hơn chiếc iPhone X nhờ phần màn hình của máy được tích hợp cảm biến vân tay, ít nhất là trên giấy. Về cơ chế cảm biến vân tay dưới màn hình thì nhiều khả năng chiếc X21 sẽ sử dụng nguyên cả nửa dưới màn hình để trở thành bề mặt nhận diện vân tay, tương tự như nguyên mẫu APEC của họ đã mang tới MLC trước đây. Tức là người dùng của chúng ta sẽ có một không gian hiển thị rất lớn để có thể nhận diện vân tay, thay vì chỉ là một vùng nhỏ như các nguyên mẫu trước đây. Bên cạnh đó thì Vivo cũng bổ sung thêm cái phương thức là đó chính là nhận diện cả hai vân tay một lúc để có thể tăng cường tính bảo mật. Tuy nhiên, vấn đề chính đó chính là độ chính xác khi nhận diện vân tay trên màn hình vẫn là một ẩn số. Bởi các thử nghiệm gần đây với nguyên mẫu APEC tại NLC thì khả năng nhận diện vân tay của nó vẫn khá chậm và nó khá kém. Do đó thì sẽ thật sự rất thú vị nếu Vivo khắc phục được nhược điểm này trước khi phân phối chính thức chiếc X21 này đến tay người dùng. Về thông số kỹ thuật phần cứng thì chiếc Vivo X21 được trang bị phần cứng bao gồm màn hình AMOLED Full HD tỷ lệ 19:9, camera kép 12 và 5 megapixel, cảm biến Sony và khẩu độ sẽ là f/1.8 và f/2.4, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học 2x, thuật toán chụp ảnh xóa phông chân dung dựa trên AI, hỗ trợ nhiều hiệu ứng tương tự như portrait lighting. Camera trước góc rộng 12 megapixel, khẩu độ f/2.0, hỗ trợ thuật toán làm đẹp bằng AI, tích hợp cảm biến hồng ngoại phục vụ cho tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Face Wake 2.0. RAM sẽ là 6GB, bộ nhớ trong từ 64 đến 128GB, bộ vi sử dụng Snapdragon 660, pin sẽ là 3200mAh, hỗ trợ sáng nhanh, hệ điều hành là Android 8 cùng với giao diện FunTouch OS được cài đặt sẵn. Như vậy có thể thấy điểm đáng chú ý về phần cấu hình trên X21 thực tế nằm ở hệ thống camera, hỗ trợ nhiều tính năng làm đẹp rồi thì các cái phần mềm mà họ quảng cáo là AI. Tuy nhiên thì đây có thể là một động thái tuyên chiến với người đồng hương Oppo, bởi cả công ty thì đều đang đầu tư rất nhiều vào phụ camera trước, mà với Oppo thì họ được mệnh danh là chuyên gia selfie, và Vivo giờ đây thì cũng đi theo con đường này. Bên cạnh đó thì phần viền tai thỏ của máy cũng làm tương tự với người đồng hương R15, tức là nó nhỏ hơn khá nhiều so với iPhone X, nên công ty có thể là ghi nhận được nhiều tình cảm hơn đối với người dùng, đặc biệt là những người dùng cảm thấy nó khá là chướng mắt trên những chiếc iPhone X. Tuy nhiên phần viền tai thỏ của nó cũng đặt ra câu hỏi, bởi hiện tại Android 8 thì vẫn chưa tối ưu cho tai thỏ mà phải đợi đến Android 9 mới ra mắt. Do đó thì trải nghiệm Android trên những chiếc màn hình tai thỏ của Vivo nhiều khả năng nó chỉ là thuộc dạng nửa nạc nửa mỡ, không thể so sánh với những chiếc iPhone X. Bù lại thì mức giá của chiếc điện thoại này hứa hẹn sẽ không đến nỗi quá đắt, bởi trên thực tế dù mang tiếng là chiếc flagship nhưng chiếc Vivo X21 sẽ được trang bị phần cứng thuộc hàng trung cấp,
Phiên bản X21 cơ bản sẽ được trang bị bộ nhớ là 64GB, có mức giá là $458, tương đương khoảng 10,4 triệu đồng. Trong khi phiên bản 128GB sẽ được bán với mức giá là $505, tương đương khoảng 11,4 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản X21 UD sẽ sử dụng bộ nhớ trong, đó chính là 128GB. Cảm biến vân tay dưới màn hình sẽ được bán ra vào khoảng là $568, tương đương vào khoảng 12,9 triệu đồng. Mức giá này sẽ rẻ chỉ bằng 1/3 so với mức giá của iPhone X ở thời điểm ban đầu. Tuy nhiên thì rõ ràng khi về Việt Nam, mức giá của chiếc X21 có thể đội lên khá nhiều bởi công ty Trung Quốc thường có truyền thống chi rất đậm vào phần quảng cáo tại nước ta. Dù sao thì đây cũng là một lựa chọn rất đáng cân nhắc với nhiều bạn trẻ thích trải nghiệm các công nghệ mới như cảm biến vân tay dưới màn hình cùng với thiết kế tương tự như iPhone X nhưng mà có mức giá rẻ hơn rất nhiều. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nói đi vội cầm iPhone. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.